Cuộc sống của hai em ruột ông Hoàng nhạc sĩ Ngọc Sơn giờ ra sao? Ngọc Hải là em trai từng được Ngọc Sơn dìu dắt theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Những năm 90, Ngọc Hải nổi tiếng không thua kém Đình Văn, Tài Linh. Không những vậy, anh còn rất thành công khi song ca cùng nữ ca sĩ Thạch Thảo. Chia sẻ về thời kỳ hoàng kim của mình, Ngọc Hải từng tiết lộ, cát xê lúc bấy giờ của anh là 250 USD trên một bài. Quay video là 500-700 USD, các chủ diện tươi tắp, đến nỗi ăn ngủ ở trên xe là chính. Tuy nhiên, giữa lúc đang nổi tiếng, Ngọc Hải bất ngờ rút khỏi showbiz vì cảm thấy bản thân không phù hợp giữa đám đông. Từ ca sĩ, anh chuyển sang nhiều nghề như bầu show, kinh doanh. Hiện tại, Ngọc Hải đang là giám đốc của một công ty bất động sản và nội thất. Anh sở hữu cuộc sống giàu có sung túc và chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện trong những bữa tiệc của anh trai ruột. Ngọc Hải bên vợ, anh chia sẻ về cuộc sống bình yên hiện tại. Dù được khán giả khắp nơi yêu mến, nhưng tôi thấy mình không hợp với số đông. Tôi thích những giây phút bình yên mà không ai biết mình là ai. Tôi sống với đam mê của mình như vậy là đủ rồi. Làm kinh doanh tôi vui vì tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Tham gia các công tác xã hội đã giúp tôi khám phá được những giá trị tốt đẹp của cuộc sống sau này. Ngọc Hà sinh năm 1974 là em trai út của danh ca Ngọc Sơn. Anh cũng bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm và được công chúng biết đến với giọng hát khỏe khoắn đầy cảm xúc. Tuy nhiên vì công việc riêng nên Ngọc Hà ngậm ngùi bỏ nghề trong một khoảng thời gian khá dài. Năm 2017, anh được ông Hoàng nhạc sĩ động viên quay trở lại sự nghiệp ca hát. Dù vậy, Ngọc Hà không tham gia quá nhiều chương trình mà anh chỉ nhận lời mời biểu diễn trong một số chương trình của người thân quen tổ chức. Ở tuổi 50, hai em ruột của Ngọc Sơn sống kín tiếng. Cả ba nổi tiếng thân thiết hiếu thảo với mẹ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.